Cải muối, bà con ta biết cải muối hết rồi phải mà con? Cải muối là chúng ta ăn, nó còn tốt cho sức khỏe vô cùng, chứ không phải không? Nhưng mà bà con à, nó tốt cho sức khỏe mà những người có bệnh thế này và đau thế này là vui lòng đừng ăn cải muối. Ăn vào cải muối thì nó không tốt gì cho sức khỏe, nó làm cho căn bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người mắc về bệnh thận, bệnh về đường tiêu hóa, huyết áp cao, bệnh mới khỏi, suy nhược cơ thể, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú và bụng đang đói đói là vui lòng đừng ăn cải muối bà con ạ. Ăn cải muối vào không tốt gì cho sức khỏe cả. Ăn cải muối không tốt cho sức khỏe là những người mắc về bệnh thận, bệnh về đường tiêu hóa, có huyết áp cao, bệnh mới vừa khỏi, bệnh mới vừa bớt đó bà con, suy nhược cơ thể, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú và đói đói, đói đói cái mà đói bụng, bụng đói nha bà con. Ăn cải muối nó tốt cho sức khỏe, còn lại là nó tốt cho sức khỏe khi ăn cải muối chứ không phải không. Nó tốt cho sức khỏe là nó làm giảm rối loạn tiêu hóa, tốt cho việc đầy bụng, nó khó tiêu, giải cảm, tăng cường miễn dịch, giảm cân, giải tỏa căng thẳng, giảm nguy cơ ung thư, tốt cho tim, mạch và khỏe được xương, khỏe được xương nha bà con. Ơi, nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được. Muốn như vậy thì chúng nó sẽ tốt cho những cái trường hợp ăn cải muối, nó tốt cho những trường hợp rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu, giải cảm, tăng cường miễn dịch, tăng cường miễn dịch đó bà con, tăng cường miễn dịch, giảm cân, giải tỏa và căng thẳng, wow, giảm nguy cơ ung thư, tốt cho tim, mạch, làm cho khỏe xương. Nhưng bà con vui lòng nhớ là không phải tốt ta ăn xà láng vô, ăn nhiều quá cũng không nên, mỗi ngày ăn không quá 5 gram. Nó tốt thì tốt nhưng mà mỗi ngày ta ăn không quá 5 gram nha bà con. Như vậy thì sức khỏe chúng ta được tốt. Mà ăn liền 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày liền. Ăn 6 ngày liền phải nghỉ một ngày bà con à, rồi mới ăn tiếp. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe khi ăn cải muối bà con ơi.